Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 364 cơ sở thờ tự có yếu tố tín ngưỡng, 119 di tích lịch sử văn hóa các cấp. Toàn tỉnh có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận, với trên 77.000 tín đồ, chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã tham mưu và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo cấp huyện, chủ động nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có liên quan xử lý giải quyết các vụ việc, đáp ứng yêu cầu hợp pháp chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở tôn giáo được chính quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở thờ tự khang trang theo đúng quy định của luật pháp và quy hoạch của tỉnh. Việc kiện toàn tổ chức củng cố đức tin, hướng dẫn hoạt động cho tổ chức tôn giáo các cấp cơ sở được quan tâm chú trọng. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhân dân và đồng bào các tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo đã làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đề xuất kiến nghị các giải pháp tỉnh cần quan tâm thực hiện thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật. Để tăng cường lãnh đạo về công tác tín ngưỡng tôn giáo thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các thành viên ban chỉ đạo và các cấp làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý khi có vụ việc phát sinh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, nhất là luật tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vùng có nhiều đồng bào dân tộc và tôn giáo. Cần phát huy vai trò đội ngũ cốt cán trong công tác tôn giáo, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Tăng cường kiểm tra giám sát, tạo sự đồng thuận giữa các tổ chức tôn giáo chức sắc với chính quyền địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao một số sở ban ngành liên quan tham mưu thực hiện và giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Sáng nay tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đã tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cùng kiến nghị của cử tri các xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Xuân Tầm. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất và thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa 18 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021. Cử tri các xã của huyện Văn Yên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm và thực hiện chương trình hành động cụ thể, thiết thực như đã hứa trước cử tri. Cử tri các xã kiến nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông, thủy lợi cùng các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cử tri kiến nghị hiện tại tuyến đường trục chính Đông An Gia Hội chạy qua địa phận xã Phong Dụ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm đầu tư cho nhân dân đi lại thuận tiện. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đi lại của nhân dân và học sinh trong mùa mưa lũ. Cử tri cũng kiến nghị với tỉnh và huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn, vì sau sáp nhập các nhà văn hóa cũ không ở trung tâm và quy mô nhỏ hẹp, không đủ diện tích sinh hoạt, hội họp và để hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng nâng cấp điện lưới quốc gia, nâng cấp trạm y tế xã, đầu tư cấp nước sạch hợp vệ sinh cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, có chính sách ưu tiên vùng 2 đối với khu vực miền núi. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
trân trọng cảm ơn những ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng của cử tri các địa phương về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời nhấn mạnh những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong những tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng ghi nhận, chia sẻ và trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn tại các xã vùng khó khăn. Theo đó, đối với tuyến đường Đông An Gia Hội sẽ sớm khởi công trong thời gian tới. Đề nghị cấp ủy chính quyền cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị huyện Văn Yên cần quan tâm dành nguồn lực để đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh bán trú trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình bệnh viêm da nổi cục trên châu bò xuất hiện ở một số xã phường trên địa bàn, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo ngành chuyên môn và người chăn nuôi tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng, thực hiện nuôi nhốt châu bò nhằm tránh các nguy cơ lây lan dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng vaccine cho đàn châu bò nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Gia đình ông Hà Văn Tài ở thôn Suối Đao, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những hộ chăn nuôi châu bò có bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Cách đây một tuần, ông Tài đã phải tiêu hủy con bò với trọng lượng gần 3 tạ, khiến gia đình ông thiệt hại trên 30 triệu đồng. Cái bệnh này nó xuất hiện thì nó cũng nhanh, từ biến chứng đến khi nó gọi là bị chết ấy. Thì sau gia đình nói chung là nó thiệt hại kinh tế. Thực ra con trâu con bò này nó cũng là tài sản lớn của những hộ nông dân như ấy nuôi nhiều nói riêng và nuôi nhỏ lẻ nói chung ấy. Thì sau khi như thế thì tôi cũng xác định là cái bệnh này nó cũng nguy hiểm. Thiệt hại kinh tế lớn thì tôi cũng phòng chống là tách riêng cái thứ ra, khử trùng trong chuồng trại các thứ, ngoài tăng cường như kiểu ăn uống cái thứ cho nó ấy, để đảm bảo cái đề kháng nhất cho nó thật tốt, để phòng chống, để tuyên truyền cho những hộ nuôi chưa biết ấy. Thì tôi đã bị trước rồi, tôi nắm bắt được cái bệnh nó nguy hiểm như nào. Ngay sau khi có thông tin là có hiện tượng trên đàn bò của xã, hiện tượng xuất hiện cái bệnh viêm da nổi cục, thì xã đã tiến hành kiểm tra trực tiếp để tất cả các cái hộ chăn nuôi ở trên toàn địa bàn xã và tập trung vào đàn bò của toàn xã. Và xã đã mời tất cả 67 hộ chăn nuôi bò ở trên toàn địa bàn xã về phổ biến ngay về cái kiến thức cơ bản để công tác phòng ban đầu. Sau khi có kết quả về của cơ quan chức năng về cái đàn bò của xã có cái bệnh viêm da nổi cục, thì xã đã triển khai các biện pháp cấp bách. Thứ nhất là thực hiện ngay việc khuyến cáo người dân không chăn thả đàn bò ra ngoài hay vào tủ nuôi nhốt. Những cái con có triệu chứng bị bệnh thì cho nhốt cách đi riêng. Và chúng tôi đã triển khai tiêm phòng vaccine cho tổng đàn. Tổng số đàn bò của toàn xã là 205 con, thì trong đó là hơn 100 con là phải tiêm phòng. Đến nay là cơ bản là toàn bộ số đàn bò của xã đã được tiêm. Trong tháng 6 năm 2021, xã Nghĩa Lộ cũng xuất hiện hai ổ dịch viêm da nổi cục tại thôn 1 và thôn 5. Tại các ổ dịch, xã đã cách ly tiêu hủy và yêu cầu 100% các hộ có bò bị bệnh không được chăn thả và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine theo quy định. Xã cũng tổ chức rà soát thống kê tổng đàn châu bò trên địa bàn, chủ động giám sát theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc. Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển châu bò, các sản phẩm từ châu bò nhập vào địa bàn. Tăng cường thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người chăn nuôi và toàn dân về sự nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục và các biện pháp chủ động phòng chống. Khi phát hiện các trường hợp châu bò có biểu hiện bệnh, nghi mắc bệnh phải báo cáo chính quyền, cơ quan thú y địa phương, thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi. Địa bàn xã tôi trong tháng 6 là đã xuất hiện tình trạng là viêm da nổi cục trên đàn bò. Thì hiện tại bây giờ trên địa bàn chúng tôi là có hai thôn bị, tổng 6 con tại thôn 1 và thôn 5. Thì chúng tôi đã cho tuyên truyền cho nhân dân là cách ly, nhốt cách ly và tiêu hủy là theo kế hoạch quy định của bên trên. Còn hiện tại giờ 100% các hộ gia đình trên địa bàn của chúng tôi, cái thứ nhất là nuôi không chăn thả bừa bãi, cái thứ hai nữa là tiêm vaccine 100% trên đàn châu bò trên địa bàn của chúng tôi. Gia đình thì nuôi được 4 năm rồi,
Thế bây giờ về cái khoản dịch bệnh của bò nổi cục ấy, thì bây giờ trên các xã phường người ta cũng nói về các bệnh dịch mình như thế, cũng về cho thôn các xóm như vậy, thì gia đình chúng tôi thì cũng mua thuốc về này, tiêm đúng liều đúng lúc này, rồi dọn chuồng làm sao nó sạch sẽ và ăn uống đầy đủ các chất cho trâu bò nó khỏi bị bệnh dịch. Hiện nay thị xã Nghĩa Lộ có hơn 10.000 con trâu bò, trong đó có 19 con bò bị bệnh, đã tiêu hủy 5 con. Để đảm bảo chỉ tiêu về chăn nuôi gia súc trên địa bàn, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai các giải pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục, tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, mua bán, giết mổ trâu bò, kịp thời phát hiện dịch bệnh để khoanh vùng, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi cách phòng chống nhằm giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn.